Chào mừng anh chị đã đến với kênh bán nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua một căn nhà ở Hà Nội mặt tiền rộng, có thang máy ô tô vào nhà quanh khu vực quận Thanh Xuân thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì căn nhà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay nằm tại phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 43m² với mặt tiền là 8,88m, được xây dựng 6 tầng, thiết kế thông sàn với giá đang được chào bán chỉ có 9,5 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa chị đi tham quan chi tiết về căn nhà Riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà Riêng Hà Nội mặt tiền rộng, ô tô vào nhà, có thang máy, nằm tại phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà riêng của chúng ta thì có diện tích là 43m², được xây dựng 6 tầng, thiết kế thông sàn, mỗi tầng một phòng, nhà hướng Tây Nam anh chị nhé. Với mặt tiền là 8,88m và hậu là 8,96m. Mặt tiền cực kỳ rộng rồi. Ngõ thông thoáng. Đây ngõ trước nhà đây anh chị. Ngay sát khu quân đội cho nên là cực kỳ an toàn. Em sẽ zoom rộng lên một chút nhé để chúng ta có thể nhìn khuôn viên mặt tiền của các căn nhà này. Wow, rộng mênh mông. Căn nhà của chúng ta thì nằm trên mặt ngõ thông. Tuy nhiên thì ô tô vào một chiều này thôi. Còn chiều phía bên này thì là xe máy đi anh chị nhé. Phía trước nhà thì cực kỳ rộng rãi. Ở đây thì có trẻ con chơi thì cực kỳ an toàn luôn. Đấy, không phải lo xe cộ gì cả. Phía trước rất là rộng. Đấy. Đấy, hãy cùng em Phương loát lại mặt tiền một lần nữa rồi chúng ta sẽ đi tham quan chi tiết phía trong của căn nhà này anh chị nhé. Đấy. Thông sàn hết. Đấy, tầng 1 là anh chị có thể thiết kế phòng khách hoặc khu để xe ô tô đều được anh chị nhé. Ở đây những dòng xe cỡ lớn thì vào nó sẽ hơi khó hơn một chút. Những dòng 7 chỗ thì đi vào sẽ hơi vướng. Thang máy 350kg cho 5 người. Mới mức giá đang được chào bán chỉ 9,5 tỷ cho căn nhà như thế này. Và mức giá này thì sẽ thay đổi theo giá của thị trường cũng như giá của chủ nhà mong muốn anh chị nhé. Đây là khu vực tầng 2. Nói chung là form diện tích sổ đỏ là 43m. Tuy nhiên các tầng của chúng ta thì được đua ra rất là nhiều. Mặt tiền 8,8m mà cứ tính đua ra 70 phân thôi là chúng ta đã có thêm được 5m rồi. Đấy. Phòng đây rộng rãi, nhiều cửa sổ. Đây là nhà vệ sinh. Wow. Các tầng này thì thiết kế giống nhau. Phòng ngủ ở đây thì chúng ta sẽ set up giường ở kia. Đấy, tủ sang bên này. Đấy, giường phía này, giường phía bên này anh chị nhé. Khu vực Vương Thừa Vũ, Hoàng Văn Thái này là khu vực của quân đội. Đấy, quý anh chị đã rất là biết khu vực này rồi. Đấy, xung quanh đây thì toàn khu phân lô cho quân đội thôi. Rất là gần ngã tư Sở. Ra ngã tư Sở thì chỉ vài trăm mét thôi. Rất là gần. Ngoài căn nhà này ra thì quanh khu vực Hà Nội em còn rất là nhiều các căn nhà riêng khác nữa. Từ các căn nhà mặt ngõ, nhà mặt phố hay những căn nhà có thang máy như thế này. Quý anh chị muốn mua căn nhà như thế nào thì cứ hãy điện thoại trực tiếp cho em Phương nhé. Và đây là khuôn viên của tầng 5. Đấy, toàn bộ là khu bếp ăn.
Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế bếp ăn phòng khách lên đây cũng được, hoặc không thì phòng khách ở tầng 1. Ô tô có thể chúng ta đỗ để trước cửa nhà cũng được. Đấy, thoải mái. Bếp thì làm toàn là trần xì bằng gỗ thịt hết. Đây là khu vực tầng 6, phòng thờ sân phơi. Trên này cũng làm nhà vệ sinh nữa. Đây hoàn toàn có thể làm một phòng ở đây cũng được, rất là tiện. Với một căn nhà 43 m² diện tích xây dựng thì sẽ rộng hơn, xây dựng 6 tầng như thế này. Trên này còn là khu vực tầng 7. Đấy, khu vực sân phơi. Wow, sân phơi trên này tuyệt vời. Với mức giá chỉ có 9,5 tỷ thôi. Quý vị, anh chị thấy có hợp lý không? Đây, khu Royal City đây anh chị nhé. Ngay ngã tư Sở thôi, rất gần. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé, để sở hữu cho mình một căn nhà riêng ưng ý. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.